Xin chào các bạn. Hôm nay sương rất là đẹp luôn các bạn. Hôm nay sương nó đọng trên mấy cái lá nè. Mình xin chúc cho các bạn có một buổi sáng thật là vui vẻ và một ngày làm việc thật là nhiều năng lượng nha. Đây là húng quế nè các bạn. Hôm nay mình đi ra hơi trễ đó. Công việc ở trong nhà chưa xong cho nên là mình ra cái vườn hơi trễ. Ở đây có một cái lá quế nó bị sâu nhưng mà nó lại có một cái giọt sương đọng lên rất là đẹp luôn. Mình lại thích ngắm những cái khoảnh khắc buổi sáng như thế này các bạn, rất là đẹp. Đây mình sẽ qua đây cho các bạn xem cái rau đay nha. Đây là rau đay. Có nhiều người không có biết ăn rau đay các bạn. Không biết là các bạn biết ăn không, nhưng mà mình thì rất là thích rau đay. Thường thì mình ăn cái loại rau đay đỏ, nhưng mà hôm nay mình mua được cái loại rau đay trắng đó. Thì rau đay trắng nhìn thì nó ngon, nó tươi hơn rau đay đỏ nhiều. Nó nhìn cái kiểu nó mỏng manh, nó yếu ớt hơn. Nhưng mà như cái nấu lên thì chắc mình nghĩ cái hương vị của nó cũng giống nhau thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem rau dền của nhà mình nha. Đây, những cái cây rau dền đã già rồi. Còn đây là những cái rau dền còn chưa thu hoạch được. Chắc mai hay nay mai gì đó mình sẽ thu hoạch. Mình cắt bớt để cho nó non ra non các bạn. Đây nè. Già rồi nè. Mình đã ươm ra được nguyên một vàng luôn nè các bạn. Nguyên một vàng. Ở đây là nó nhỏ nè. Thì ở trong kia là một mớ hành với lại ngò gai. Chứ còn mấy cái đâm cái tải xà lách. Hôm bữa nó bị đẹp á, mình chưa có thu hoạch. Đó. Đấy, vàng đâu vàng nè các bạn. Dâu về mình trồng thì không biết sao mà nó bị già. Để đợt sau mình sẽ tỉa sớm. Mình sẽ tỉa sớm ra thử xem là nó như thế nào. Tại đợt trước mình trồng ít quá. Ít quá cho nên là mình không có thu hoạch. Mình cứ cưng á, mình cứ để đó riết trời cho nên nó bị già các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên kia mình quay những cây rau khác cho các bạn xem nha. Đây là rau muống. Rau muống mình trồng đây thì mình thấy là hình như là nó không có hợp. Rau muống không có hợp đem vàng thủy canh các bạn ơi. Giống như là một cái chỗ mà sang á, thì dành cho những cái người sang đúng không? Đây 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 đây. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn mấy cái con bỏ xít nè các bạn. U cha. Đó. Nó cứ đu để mà nó hút cái nhựa của cái cây rau muống như thế này nè. Đó, kinh khủng không? Đó. Mà mình đụng vô là nó chạy liền các bạn. Nó hút là sẽ bị héo luôn cái cây rau muống của mình đó. Bây giờ mình sẽ quay qua một vòng sau mình chạy lại mình sẽ bắt nó. Sẽ bắt nó các bạn. Nếu mà nó rất là ác độc ha. Nó hút nhựa của rau muống của mình là nó hút héo luôn á. Nè đây nè, đây đây nè. Có một cái cọc nữa nè. Đó. Cái này thì chắc rồi nó già rồi. Rau muống này nó có bông mà. Hôm nay nó nhìn nó cũng không được ngon hết các bạn ha. Vậy nó không tươi. Rồi. Thôi để chắc cho mình sẽ thu hoạch luôn quá. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua bên kia cho các bạn xem tiếp nha. Đây một màu xanh xanh. Mà cái rau tầng ô này nó đẹp. Nó đẹp lắm các bạn. Nhìn cái thân của nó rất là dễ thương. Đó. Ở đây nó bị ánh sáng ngược hơn. Để mình qua đây mình quay cho bạn xem thấy đẹp nè. Cái cây của nó, cái lá của nó rất là đẹp. Đó là tầng ô đó các bạn. Thì tầng ô nó lên cao xíu nữa mình sẽ tỉa. Mình đang đợi cho nó lên cao xíu nữa rồi mình tỉa các bạn ha. Đây. Lá rất dễ thương, lá giống như lá hoa cúc vậy đó.
nó vẫn có sâu nha các bạn. Hôm qua mình bắt được hai con sâu trên đây, nó cuốn cái lá lại đây nè, đây nè. Đó. Nó ị đây nè các bạn, vẫn thấy phân của con sâu ị ở đây nè. Cái lá này nó nhẫn vậy mà sao. Đây là cái rau tầng ô, nó đẹp đẹp chưa các bạn, cái lá nó rất là dễ thương. Gió thổi làm đung đưa, gió thổi làm lung lay những cái nhành cây tầng ô rất là đẹp luôn. Vẫn thích ăn không hiểu sao. Cái con sâu này làm cho mình ghét nó quá trời. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình quay cải cho các bạn nha. Cải bên kia hôm nay nó âm tầm rất là nhiều rồi. Đây là đám cải của mình. Thì đợt này mình trồng cải á, mình cảm thấy là nó không có tốt các bạn. Nó không tốt. Cái thân của nó nè, mình thấy nó cứ bị đẹp đèo sao đâu á. Còn ở trên đây á thì mình bị sâu ăn nữa nè, sâu nó cứ phá hại như thế này nè đó. Mà cái vấn đề sâu á làm cho mình rất là buồn, mình diệt nó không được các bạn nè. Đây nè thấy chưa, trời đây nữa nè đó, kinh khủng không đó. Vậy thì làm sao mà nó phát triển được đúng không? Chưa kể tới những cái con sâu này nè các bạn. Nhỏ li ti à. Đây. Đó, nhỏ li ti nhưng mà cả trăm con ở trong đó đó. Thì ăn rất là nhanh luôn. Đây. Đây là cải thìa của mình nè các bạn. Cải thìa. Và cải thìa thì cũng bị sâu luôn ha. Mà cái thân của cải thìa nè thì nó lại là không có mập, nó không có mập các bạn, nó ốm ốm vậy thôi nè. Thật kệ, thì đợt này mình trồng nhưng mà nó rất là non. Đợt này mình trồng như vậy thôi, thu hoạch hết đợt này đi rồi mình sẽ không trồng cải nữa. Trời ơi, mấy con sâu á nó cứ tàn sát rau của mình buồn ghê luôn á. Đợi qua cái đợt thu hoạch này đi rồi mình sẽ bye bye mấy cái em cải rồi luôn, không trồng mấy em nữa đó. Nhưng mà nhìn cũng rất là đẹp, rất là bắt mắt phải không nè. Ở bên kia là rau cải ngọt nha các bạn, ở bên đó cũng là rau cải ngọt luôn. Bên kia thì mình có trồng một ít cái rau đay trắng hôm nãy đó. Rồi ngày hôm nay thì mình chỉ quay như vậy thôi. Xin chào các bạn nha, bạn và các bạn trong những video lần sau.